nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vừa qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã giới thiệu đến công chúng thủ đô Hà Nội chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Đêm Huyền Diệu. Chương trình là tổng hợp các nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của vùng Việt Bắc, Tây Bắc, lần đầu tiên được công diễn với sự tham gia dàn dựng của các nhạc sĩ, biên đạo múa, nhà dàn dựng chuyên nghiệp của sân khấu ca múa nhạc Việt Nam. Quan tâm, mong muốn được tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa đặc trưng vùng Việt Bắc, Tây Bắc là lý do rất đông khán giả thủ đô đã đến với Nhà hát lớn Hà Nội để thưởng thức trọn vẹn chương trình nghệ thuật này. Còn với những nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thì việc được biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội là một vinh dự, tự hào, nhất là trong những ngày toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Chúng tôi mang đến cho khán giả thủ đô một cái không khí của miền Tây Bắc Việt Bắc với một cái chất liệu và mới phong cách folklore rất là rõ ràng và rất là thuần. Một chương trình nghệ thuật nó đậm chất folklore. Đấy là cái mà chúng tôi mang đến và đấy là cái sự đặc sắc mà Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc muốn gửi đến khán giả thủ đô. Với chủ đề Đêm Huyền Diệu, chương trình nghệ thuật gồm 12 tiết mục giới thiệu những nét văn hóa độc đáo nhất của vùng Việt Bắc, Tây Bắc qua các tiết mục đặc sắc, tính tẩu, khèn mơ, sóc sách dạy tiền, thổ cầm. Vẫn là những làn điệu song hao của dân tộc Nùng, sli lượn cọi của dân tộc Tày hay các làn điệu dân ca Thái. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, vũ điệu được dàn dựng với phong cách mới lạ, phá cách trong khai thác chất liệu dân gian đã tạo nên sức hấp dẫn mới cho một chương trình ca múa nhạc chuyên nghiệp. Tôi đã thống nhất với nhau là chúng ta sẽ open, rất là mở để mà văn hóa nó đa dạng. Người dân Việt Bắc cũng như là người dân Tây Bắc, Đông Bắc họ đều cảm nhận được âm nhạc ở trong đấy. Tôi rất muốn và cần phải phát huy và nhiều hơn nữa. Tại vì bây giờ nghệ thuật nó pha trộn rất là nhiều rồi. Mà bây giờ mình mang được cái dân tộc của mình biểu diễn như vậy tôi thấy là rất đáng quý. Được biết, dự án nghệ thuật Folklore Night, Đêm Huyền Diệu của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sẽ tiếp tục được đầu tư, lan tỏa để trở thành một thương hiệu nghệ thuật riêng đi cùng năm tháng. Sự thành công của Đêm Huyền Diệu đã giúp cho nghệ thuật dân gian không những được bảo tồn mà còn tạo nên sức hấp dẫn và thu hẹp khoảng cách với mọi đối tượng khán giả.